Các bạn đang nghe truyện ta chỉ muốn hủy diệt tông môn sao thành thần rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 1177, thời không chi nhận của Mã Lương. 1. Cuộc nói chuyện với Hạo Thiên Tông không thể kéo dài quá lâu. Dù sao đây cũng là sức mạnh vượt qua hai châu lục, ngay cả xà mông, một võ thần cấp bậc cũng chỉ duy trì được trong chốc lát. Nhưng chừng đó thời gian đã đủ rồi. Hạo Thiên Tông đã xác nhận được sự an toàn của Tinh Hà, giờ đây cũng mãn nguyện lắm rồi còn về phía phó tông chủ hạo thiên tông dù chưa tìm ra bằng chứng then chốt nhưng với những gì đã điều tra được nếu yên thủ kinh không bị đưa đến yêu tinh châu cùng lúc thì hiện tại hắn chắc chắn đã bị giam trong đại lao của hạo thiên tông chờ ngày xét xử yên thủ kinh rốt cuộc có vấn đề gì giờ đây cũng không còn quan trọng dù hắn có trốn đến yêu tinh châu cũng khó thoát khỏi số phận an bài nếu ở trong hồ tộc mà hắn không tiết lộ tin tức về tinh hà hắn còn có thể sống lay lắc thêm một thời gian còn nếu hắn thực sự có ý đồ xấu xa nào đó, xà mông sẽ lập tức tiễn hắn lên đường. Thậm chí, trong mắt nhiều người ở hạo thiên tông, để yên thủ kinh chết ở yêu tinh châu mới là kết cục tốt nhất. Dù sao yên thủ kinh cũng là phó tông chủ của hạo thiên tông. Nếu chuyện phó tông chủ của tông phái đệ nhất thiên hạ có vấn đề bị lan truyền ra ngoài, hạo thiên tông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, để hắn chết ở yêu tinh châu, là một yên thủ kinh hiểu rõ đại nghĩa, có lẽ là kết cục tốt nhất cho hắn nhiều đại lão của hạo thiên tông thay nhau căn dặn tinh hà chủ yếu vẫn là nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn không có gì quan trọng bằng sự an toàn tông chủ cố minh triều còn dặn dò thêm tinh hà gặp chuyện đừng hoảng hốt hãy bình tĩnh quan sát tình hình mọi chuyện vốn rất êm đẹp sợ tinh hà nghe các trưởng bối dặn dò mà nước mắt lưng tròng nhưng đến giai đoạn cuối của cuộc trò chuyện mã lương lại nhảy ra tinh hà sư huynh dù huynh đang ở yêu tinh châu nhưng mã lương để đây lúc nào cũng ghi nhớ lời dặn của huynh để còn có tin vui muốn báo cho huynh nữa sau đó mã lương dùng vài lời ngắn gọn để giới thiệu về những gì hắn đã làm trong thời gian tinh hà sư huynh vào yêu tinh châu hắn không hề nhàn rỗi mà đã nghiên cứu sâu về sự phát triển của vùng man hoang cuối cùng đoán xem chuyện gì đã xảy ra tinh hà sư huynh kế hoạch trước đây của huynh thật tuyệt vời trước đây huynh luôn nói muốn tổ chức một giải đấu linh thú mỗi tháng còn trao giải thưởng khổng lồ và không cho phép tổ chức ở thành phố khác. Lúc đó, Mã Lương đệ đây không hiểu huynh nghĩ gì. Nhưng sau bao ngày suy nghĩ cẩn thận, đệ đã hiểu ra, vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Mã Lương đã đi khắp các đại tông phái trên thiên hạ, mời họ xây dựng thành phố ở Mang Hoang, rồi bỏ tiền ra phát triển thành phố. Tất cả doanh thu từ các thành phố này sẽ thuộc về hạo thiên tông chúng ta. Lúc đầu, khi Mã Lương nói vậy, mọi người đều ngơ ngác cái gì cơ, Mã Lương, Ngươi nói thế có phải là người không? Ngươi cướp luôn đi cho rồi, chúng ta bỏ tiền xây dựng thành phố cho hạo thiên tông các ngươi ở mang hoang, chúng ta bỏ tiền bỏ sức, còn phải chịu trách nhiệm phát triển, nhưng tất cả doanh thu lại thuộc về các ngươi, ngươi đến thẳng tông phái chúng ta đòi tiền có phải nhanh hơn không? Ngươi điên rồi sao? Nhưng khi Mã Lương nói đây là ý tưởng của tinh hà sư huynh, mọi người đều bảo, xin hãy nói chi tiết cho chúng ta nghe, Mã Lương đã giới thiệu từng chi tiết về hiểu biết của hắn đối với tinh hà sư. Huynh cho mọi người các người cảm thấy mình bị thiệt khi phải bỏ tiền ra xây dựng thành phố đúng không để ta nói cho các người biết việc các người bỏ tiền ra chính là cơ hội mà tinh hà sư huynh dành cho các người ai không muốn cơ hội này mã lương ta tuyệt đối không ép buộc các người chỉ thấy mình phải bỏ tiền chỉ thấy doanh thu của thành phố thuộc về hạo thiên tông nhưng các người có biết không hạo thiên tông chúng ta sắp tổ chức một giải đấu linh thú mỗi tháng cái gì các người nói rằng tiền thưởng của giải đấu linh thú không tương xứng với chi phí xây dựng và duy trì thành phố các người thật nông cạn các người chỉ nhìn thấy chi phí nhưng lại quên mất rằng chỉ có hạo thiên tông chúng ta mới có diệu pháp linh thú mà muốn học được diệu pháp linh thú nhất định phải tham gia giải đấu linh thú và muốn tham gia giải đấu linh thú thì nhất định phải có thành phố của riêng mình hiện tại hạo thiên tông chúng ta sẵn sàng cho các người đất miễn phí để xây dựng thành phố rồi cấp cho các người tư cách tham gia chúng ta đang cho các người cơ hội dù các người phải bỏ tiền ra và cuối cùng mọi doanh thu đều thuộc về hạo thiên tông chúng ta nhưng hãy nói xem các người có lấy được diệu pháp linh thú hay không các tông phái nghe xong đều choáng váng vì mã lương nói không sai các tông phái đã thức trắng đêm để tính toán dù tự mình xây dựng thành phố nhưng doanh thu lại thuộc về hạo thiên tông tính ra thì khá lỗ nhưng nếu mỗi tháng đều có giải đấu nếu liên tục tham gia và giành được giải thưởng thì tính ra cũng không lỗ lắm hơn nữa điều quan trọng nhất là mỗi tháng đều có đệ tử mới học được diệu pháp linh thú đây là thứ mà tiền bạc không thể mua được. Vì vậy, trong tương lai, chỉ những thế lực có thành phố ở mang hoang mới có tư cách tham gia giải đấu linh thú, và đây chỉ là bước khởi đầu. Khi giải đấu ngày càng phát triển, các thế lực khác muốn tham gia thì phải trả tiền thuê đất khổng lồ cho Hạo Thiên Tông, sau đó mới được xây dựng thành phố, và trong điều kiện doanh thu thuộc về Hạo Thiên Tông thì mới có tư cách tham gia. Vì vậy, khi Mã Lương nói đây là cơ hội mà Tinh Hà Sư Huynh dành cho các người, thì hoàn toàn không có gì sai võ đế thành là người đầu tiên hưởng ứng sau đó các tông phái khác cũng lần lượt hưởng ứng dù sao diệu pháp linh thú cũng quá hấp dẫn ai mà không muốn có được muốn có được thì phải tham gia giải đấu mà muốn tham gia giải đấu thì nhất định phải có thành phố mã lương nói rằng tinh hà sư huynh thật quá anh minh bán vé chúng ta chỉ kiếm được chút tiền thôi chúng ta trực tiếp bán tư cách tham gia không những tiết kiệm được chi phí xây dựng thành phố mà doanh thu cũng hoàn toàn thuộc về chúng ta mã lương người đã tính toán vô địch nói rằng với cách này dù chúng ta có tăng tiền thưởng gấp đôi gấp ba chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận khổng lồ hơn nữa với ngày càng nhiều thế lực tham gia chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền tinh hà sư huynh đã biến mang hoang của chúng ta thành vùng đất vì như quý giá từng tất đất hơn nữa với cách tổ chức này giải đấu của chúng ta nên được đổi tên thành linh thú thưởng kim liên tái không cần nghe mã lương nói hết ý tưởng sở tinh hà chỉ có một câu xà mông à ngươi nói rằng cuộc trò chuyện giữa hai châu lục không duy trì được lâu mà tại sao ngươi không tắt cuộc trò chuyện khi mã lương vừa mở miệng nói câu đầu tiên ngươi có biết cuộc trò chuyện này đã gây tổn thương tinh thần lớn như thế nào cho sở tinh hà ta không mã lương này đã không còn nói lý lẽ nữa rồi chuyện này không còn liên quan gì đến la bàn vận rủi nữa hắn như thể sinh ra đã có thánh thể đâm sau lưng tinh hà sư huynh ta đã ở tận yêu tinh châu rồi mà mã lương ngươi cầm trong tay thời không chi nhận sao ngươi có thể phá vỡ hư không và đâm một nhát vào tinh hà sư huynh ngươi sao linh thú thưởng kim liên tái này làm sao ngươi nghĩ ra được hay là các ngươi cũng gửi mã lương đến yêu tinh châu đi ta sẽ tặng hắn cho thập trưởng lão để thập trưởng lão dạy dỗ hắn cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng nhát dao này vẫn đâm vào sở tinh hà khiến hắn suýt nữa thì thổ huyết hơn nữa đây còn là nhát dao từ thời không chi nhận chuyện này không còn liên quan gì đến la bàn vận rủi nữa bọn họ đã quen với việc không đâm sau lưng tinh hà sư huynh thì cảm thấy khó chịu rồi mặc dù sở tinh hà tràn đầy bi thương nhưng dù có buồn đến đâu hắn cũng phải nói chuyện với xà mông về bước tiếp theo ban đầu sở tinh hà đã suy nghĩ xem có nên đi theo xà mông về xà tộc hay không nếu xét về mức độ an toàn trở về xà tộc chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất nhưng xà mông lại cho rằng sở tinh hà nên ở lại hồ tộc dù thân phận của sở tinh hà là giả nhưng việc hắn nhận được một phần truyền thừa của tiên tri là thật và thân phận này còn có thể bảo vệ hắn tốt hơn từ lời của xà mông sở tinh hà biết được rằng tiên tri của hồ tộc thực sự rất lợi hại đặc biệt là thuật diễn tinh của hồ tộc được cho là có khả năng quan sát thiên tượng để biết quá khứ và tương lai xà mông biết rằng dù truyền thừa của tiên tri đã bị đứt đoạn nhưng hồ tộc chưa chắc đã không có truyền thừa về thuật diễn tinh nếu sở tinh hà có thể học được thuật diễn tinh khi ở trong hồ tộc thì đó chắc chắn là lợi ích to lớn đối với hắn còn về vấn đề an toàn xà mông cũng đã có kế hoạch dù sở tinh hà không thể đến xà tộc nhưng có thể để hồ tộc chuyển đến thần hồ lĩnh ở phía bắc u xà lĩnh thực ra đó mới là quê hương ban đầu của hồ tộc chỉ vì sau này do một số nguyên nhân không tiện nói ra thần hồ lĩnh bị hùng tộc chiếm giữ nên hồ tộc mới phải rời xa quê hương đến vùng đất đầy độc khí này xà tộc và hùng tộc đã tranh đấu nhiều năm xà tộc đã cướp được một phần thần hồ lĩnh từ tay hùng tộc nếu xà tộc trả lại thần hồ lĩnh cho hồ tộc thì hồ tộc chắc chắn sẽ chuyển cả tộc trở về đất tổ như vậy hồ tộc và xà tộc sẽ ở gần nhau nếu sở tinh hà gặp rắc rối xà tộc cũng có thể đến ngay để bảo đảm an toàn cho hắn điều quan trọng nhất là hồ tộc hiện tại mơ ước được lấy lại thần hồ lĩnh. Nếu lần này thông qua sở tinh hà mà xà tộc trả lại thần hồ lĩnh, thì sở tinh hà không những xóa tan mọi nghi ngờ khi ở trong hồ tộc, mà còn nhận được sự biết ơn của hồ tộc. Dù sao với tình trạng hiện tại của hồ tộc, việc lấy lại thần hồ lĩnh từ tay xà tộc hoặc hùng tộc gần như là mơ tưởng. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch của xà mông rất chu đáo, không những giải quyết được vấn đề an toàn, mà còn nghĩ rõ ràng về cách để sở tinh hà đứng vững trong hồ tộc sở tinh hà thừa nhận rằng trước đây hắn đã nói quá lớn tiếng khi cho rằng đại hiền giả thu phục xà tộc là vô dụng có người chống lưng thực sự là tuyệt vời bước đầu tiên là đứng vững trong hồ tộc bước thứ hai là tìm cách lấy được thuật diễn tinh từ hồ tộc tất nhiên điều quan trọng nhất mà sở tinh hà không dám quên đó là giúp đỡ yêu tộc ngoài hồ tộc và xà tộc bất kỳ yêu tộc nào tìm đến sở tinh hà hắn cũng sẽ giúp đỡ hết mình chỉ là không biết họ có chịu nổi phản phệ của vận rủi hay không, còn về Hạo Thiên Tông, hắn không thể đến gần thông đạo giữa hai châu lục, nhưng yêu tộc thì không có lo ngại này. Chẳng phải yêu tộc luôn mơ ước mở ra thông đạo giữa hai châu lục sao? Hãy yên tâm, chỉ cần ta ổn định ở hồ tộc, ta sẽ bảo đảm nghĩ ra cách mở thông đạo giữa hai châu lục ngay lập tức. Chẳng phải yêu tộc nói rằng họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để mở thông đạo giữa hai châu lục sao? Hãy yên tâm, với sự giúp đỡ hết mình của Sở Tinh Hà ta, và với tính chất của la bàn vận rủi lần này chắc chắn các người sẽ phải trả giá rất đắt về việc trả giá la bàn vận rủi của ta chưa bao giờ làm ta thất vọng mật thất đã mở sở tinh hà cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê xà mông bước ra khỏi mật thất theo sau là xà quỳ đang vác sở tinh hà trên vai lúc này bên ngoài mật thất gần như tất cả các cao tầng của hồ tộc đã tụ tập lại tất cả đều nhìn xà mông với vẻ lo lắng xà mông bước vào mật thất hồ tộc cũng rất căng thẳng đặc biệt là hồ thương hồ thương lo lắng rằng sở tinh hà này có vấn đề gì không nếu hắn thực sự có vấn đề thì ba lần tài nguyên của chúng ta phải làm sao đây vì vậy hồ thương thậm chí còn âm thầm cầu nguyện mong rằng sở tinh hà này không có vấn đề gì chúng ta thực sự không có tiền lúc này khi xà mông bước ra khỏi mật thất hồ thương đã tiến lên ngay lập tức xà mông tộc trưởng tình hình thế nào rồi chúc mừng hồ thương tộc trưởng ta đã dùng ấn ký u xà để kiểm tra tất cả mọi thứ trên người hắn xà mông nói trong tay hắn có một ánh sáng u ám lóe lên và ngay sau đó ở giữa trán của sở tinh hà cũng có một dấu ấn nhạt nhòa hiện lên vậy còn thân phận của hắn hắn đến từ u hồn cốc lời này của xà mông vừa dứt tất cả hồ tộc xung quanh đều hít một hơi lạnh u hồn cốc nằm ở phía bắc của hồ tộc là một vùng đất dữ được mệnh danh là nơi chính chết một sống nghe lời xà mông nói nhiều trưởng lão của hồ tộc đều gật đầu ngay cả hồ hãn cũng gật đầu theo trước đây sở tinh hà nói rằng hắn đến từ rừng rậm nhưng khi hỏi rừng rậm nào hắn cũng không nói rõ được bây giờ xà mông nói ra u hồng cốc thì mọi chuyện đã khớp lại vì u hồng cốc là một vùng đất dữ nên một số thành viên hồ tộc phạm lỗi thường liều mạng chạy trốn vào u hồng cốc chỉ có điều phần lớn những kẻ vào đó đều chết trong đó tuy nhiên trong u hồng cốc chắc chắn vẫn có một số thành viên hồ tộc ẩn náu đây là điều không thể nghi ngờ điều này cũng khớp với lời sở tinh hà nói rằng một ngày nào đó cha mẹ hắn ra ngoài rồi đột nhiên bị thương nặng trở về chắc chắn là bị tập kích trong u hồn cốc hơn nữa điều quan trọng hơn là trong u hồn cốc có tồn tại một loại linh lực kỳ lạ ở trong đó lâu sẽ có khả năng bị linh khí trong đó ô nhiễm điều này cũng giải thích được tại sao yêu lực của sở tinh hà một thành viên hồ tộc lại có cảm giác hơi kỳ lạ hóa ra là do sinh ra ở u hồn cốc còn về việc sở tinh hà không có đuôi xà mông cũng đã giải thích xà mông cho biết thông qua thông tin trong linh hồn của sở tinh hà hắn đã tìm ra nguyên nhân khiến sở tinh hà không có đuôi khi còn rất nhỏ sở tinh hà đã bị hồn ma trong u hồn cốc tập kích không những đứt đuôi mà trong cơ thể còn bị xâm nhập bởi một luồng khí tức kỳ lạ nên yêu lực của hắn mới không thuần khiết thậm chí do ảnh hưởng của lực lượng hồn ma sau này sở tinh hà có thể cũng không thể tu luyện công pháp của hồ tộc bình thường chỉ có thể tự mình mò mẫm từng bước vì vậy xà mông khẳng định lai lịch của sở tinh hà không có vấn đề gì còn về truyền thừa tiên tri khi nhắc đến đây xà mông chỉ biết thở dài hai trên người tiểu tử này có thần lực chỉ tiếc rằng hắn bị hồn ma làm bị thương hơn nữa còn bị lực lượng hồn ma làm ô uế nên đây cũng là lý do hắn không thể có được chín đuôi tuy nhiên sức mạnh của truyền thừa tiên tri đã thực sự tiến vào cơ thể hắn một phần đã được hấp thụ nhưng phần còn lại thì đang ở trong trạng thái phong ấn nhưng vẫn phải chúc mừng hồ thương tộc trưởng tiểu tử này trong tương lai sẽ rất đáng mong đợi tuy nhiên xà tộc của ta cũng không thể giúp các ngươi vô điều kiện như vậy từ nay về sau nếu xà tộc của ta gặp chuyện lớn cần hắn ra tay hồ tộc các ngươi phải vô điều kiện giúp đỡ chúng ta xà mông tỏ ra như mình đã chịu thiệt thòi lắm vậy nhưng khi xà mông giải thích rõ ràng về thân phận của sở tinh hà toàn bộ hồ tộc lập tức trở nên vui mừng không xiết nhiều đại lão của hồ tộc đều tràn đầy vui sướng thực ra nghĩ kỹ lại mà xem những ngày qua biểu hiện của tinh hà hoàn toàn không có vấn đề gì nếu hắn thực sự có vấn đề thì chẳng phải hắn nên tìm mọi cách để trốn thoát sao nhưng tinh hà có bất kỳ dấu hiệu nào muốn trốn thoát không thậm chí tinh hà còn không ngừng tìm hiểu về hồ tộc hắn khao khát tìm hiểu về hồ tộc và thậm chí là toàn bộ yêu tộc như vậy chắc chắn là muốn hòa nhập vào hồ tộc chỉ có điều hồ tộc chúng ta vốn đa nghi tinh hà dù sao cũng là người ngoài nên xác nhận nhiều lần cũng không có gì sai bây giờ đã có ấn ký u xà của xà mông xác nhận những nghi ngờ trong lòng nhiều thành viên hồ tộc cũng đã bị xóa tan dù sao đây cũng là xà mông chủ của xà tộc thậm chí trong toàn bộ yêu tộc cũng là một cường giả siêu cấp có tiếng tăm ngươi bảo ta xem hắn có lý do gì để giúp tinh hà nói dối hoặc là nói tinh hà có tư cách gì để khiến hắn phải nói dối vì vậy sự chứng minh của xà mông hoàn toàn không có vấn đề gì xà mông tộc trưởng hãy yên tâm ân tình của xà mông tộc trưởng hồ tộc của ta tuyệt đối không quên sau này nếu xà tộc có cần hãy tìm đến ta hồ thương ta hồ thương nhất định sẽ dốc hết sức lực hồ thương vui mừng nói như vậy hai tộc xà hồ chúng ta kết giao đồng minh có được không lời này của xà mông vừa dứt mắt của tất cả thành viên hồ tộc đều sáng lên trong tám đại tộc của yêu tộc hồ tộc thuộc loại yếu nhất thậm chí nhiều đại tộc khác còn muốn thay thế hồ tộc nhưng xà tộc thì không giống xà tộc là một trong những tộc đứng đầu nếu như trong quá khứ đừng nói đến việc để xà mông đề nghị kết giao với hồ tộc cho dù hồ tộc có đến tận cửa để bày tỏ thiện ý thì xà tộc cũng không nhất thiết phải để ý đến hồ tộc nhưng lúc này đây tất cả cao tầng của hồ tộc đều biết lời kết giao này của xà mông không phải vì họ coi trọng thực lực của hồ tộc mà là coi trọng tiềm lực của tinh hà trước đây mọi người đều nghĩ rằng tinh hà chỉ nhận được một phần truyền thừa căn bản không phải là truyền thừa tiên tri thực sự nhưng bây giờ thông qua xà mông mới nhận ra rằng truyền thừa thực sự đã hoàn thành nhưng do ảnh hưởng của lực lượng hồn ma phần lớn truyền thừa của tinh hà đã bị phong ấn nhưng bị phong ấn cũng không sao theo thời gian trôi qua nhất định sẽ có cách giải khai xà tộc thông minh như vậy họ coi trọng chính là tương lai của tinh hà chỉ cần cho tinh hà thời gian trong tương lai khi hắn giải khai phong ấn hắn nhất định sẽ trở thành tiên tri đời mới của hồ tộc đến lúc đó hồ tộc cũng nhất định sẽ trỗi dậy còn xà tộc bây giờ sớm kết giao với hồ tộc chính là coi trọng việc trong tương lai hồ tộc sẽ sinh ra tiên tri mặc dù biết xà tộc đang có ý đồ gì nhưng không thể không nói bây giờ việc kết giao này đối với hồ tộc mà nói là quá quan trọng tám đại tộc trong những năm gần đây ngày càng coi thường hồ tộc thậm chí có ý định đá hồ tộc ra khỏi tám đại tộc nhưng bây giờ nếu có xà tộc làm đồng minh hồ tộc cũng có thể nói chuyện cứng rắn hơn một chút vì vậy việc kết giao này là đôi bên cùng có lợi trời đất chứng giám hồ tộc nguyện ý kết giao lâu dài với xà tộc ngày mai hồ tộc của ta sẽ chuẩn bị đại hội kết giao hồ thương lúc này kích động đến mức quần cũng sắp ướt rồi hắn sắp xếp cho đại trưởng lão đích thân chuẩn bị nơi ở cho xà mông và xà quỳ sau khi xà mông và xà quỳ rời đi nhiều đại lão của hồ tộc nhìn sở tinh hà vẫn đang hôn mê ánh mắt đã thay đổi trước đây không rõ lai lịch của tinh hà bây giờ ngươi xem thái độ của xà mông thì biết tinh hà không có vấn đề gì hồ thương biết tinh hà bây giờ chính là hy vọng tương lai của hồ tộc hồ tộc đã suy tàn quá nhiều năm rồi hồ tộc cuối cùng cũng chào đón tiên tri của mình mặc dù bây giờ tiên tri vẫn chưa khai ngộ nhưng trong tương lai hắn tuyệt đối là hy vọng của hồ tộc vận may thuộc về hồ tộc cuối cùng cũng đã đến người đâu sắp xếp lại nơi ở cho tinh hà trước tiên hãy sắp xếp theo tiêu chuẩn của tế ti lời này của hồ thương vừa dứt nhiều đại lão của hồ tộc xung quanh cũng đều gật đầu với tư cách là tiên tri tương lai nếu thực sự để tinh hà được đối đãi như một thành viên hồ tộc bình thường thì đó mới thực sự là thiếu tôn trọng tinh hà rất nhanh chóng một thành viên hồ tộc đã tiến lên cẩn thận khiên sở tinh hà trở về nơi ở mới tuy nhiên nhiều đại lão của hồ tộc không nghỉ ngơi mà tổ chức đại hội hồ tộc tại thần điện của hồ tộc tộc trưởng thân phận của tinh hà đã được xác nhận là không có vấn đề tiếp theo chúng ta phải nghĩ cách giúp tinh hà giải khai phong ấn trong cơ thể hắn như vậy mới có thể để truyền thừa tiên tri thực sự được giải phóng đúng vậy trước đây ta đã nói tinh hà không có vấn đề nếu hắn thực sự có vấn đề khi nghe thấy tin tức về xà tộc hắn tuyệt đối không thể nào lại hưng phấn như vậy lời này của đại trưởng lão hồ u vừa dứt nhiều thành viên hồ tộc đều gật đầu đại trưởng lão nói không sai nếu thực sự là một kẻ có vấn đề khi nghe thấy xà tộc hắn có thể không sợ hãi sao nhưng tinh hà ngoài việc hưng phấn thì hoàn toàn không có chút sợ hãi nào điều này chứng tỏ điều gì chứng tỏ tinh hà trong mơ cũng muốn chứng minh thân phận của mình còn về vấn đề cái đuôi mà tinh hà đã nói trước đó chẳng trách hắn không muốn nói hóa ra là do lực lượng hồn ma chẳng trách yêu lực trên người tinh hà lại kỳ lạ như vậy hóa ra là do bị lực lượng hồn ma ô nhiễm đại trưởng lão nói có lý năm đó hồ ảnh chính là vì trên người không có sơ hở nào nên hồ tộc của chúng ta mới bị lừa nhưng đứa trẻ tinh hà này từ đầu đến chân đều là sơ hở đúng như câu nói hư thì là thật thật thì là hư càng là sơ hở thì càng chứng tỏ hắn không có vấn đề đúng vậy chúng ta vừa nhìn đã thấy trên người hắn toàn là sơ hở chính hắn làm sao có thể không biết nếu thực sự có thế lực nào đó đứng sau lưng hắn thao túng thì những thế lực đó cũng không thể không biết những sơ hở này trước đây nhìn thấy những sơ hở này thì cảm thấy là sơ hở bây giờ nhìn thấy những sơ hở này thì lại cảm thấy đứa trẻ này thật ngây thơ hồ thương nghe những lời này của mọi người cũng gật đầu mọi người nói không sai nếu trên người tinh hà thực sự không có chút sơ hở nào thì có thể thực sự có vấn đề dù sao càng là không có sơ hở thì đôi khi càng có vấn đề đừng nói là tinh hà những cao tầng hồ tộc có mặt ở đây trên người ai mà chẳng có chút gì đó kỳ quái ngươi đi xem thập trưởng lão ngươi nhìn thế nào cũng thấy thập trưởng lão không giống một thành viên hồ tộc nhưng thập trưởng lão chính là hồ tộc tinh hà cũng vậy mặc dù hắn trông hoàn toàn không giống một thành viên hồ tộc nhưng tinh hà chắc chắn cũng là hồ tộc nếu không thì tinh hà có thể là gì chẳng lẽ là nhân tộc nghĩ đến đây hồ thương ra lệnh cho người truyền lời cho thập trưởng lão lập tức làm thêm giờ thẩm vấn nghiêm thủ kinh kia hỏi xem hắn có đi cùng với nhân tộc nào khác không cái gì thập trưởng lão đã làm thêm giờ rồi vậy thì để thập trưởng lão chơi cho đã nhưng thẩm vấn thì không thể dừng lại nghiêm thủ kinh nằm trên giường với vẻ mặt không còn gì để mất toàn thân chỉ còn lại nửa chiếc tất ở chân trái là sự bướng bỉnh cuối cùng của nghiêm thủ kinh nghiêm thủ kinh không dám nhớ lại những gì đã xảy ra nghiêm thủ kinh chỉ biết rằng tiểu thúy nhi à ta xin lỗi ngươi nhưng khi nghiêm thủ kinh đang cảm thán rằng mình không còn trong sạch nữa thì một ấn ký u xà từ ngoài cửa sổ lặng lẽ bay vào giữa trán của nghiêm thủ kinh và ngay giây tiếp theo nghiêm thủ kinh cảm thấy linh hồn mình bị tra tấn còn tàn nhẫn gấp trăm lần trước đó khi nghiêm thủ kinh nghĩ rằng mình sắp tan thành mây khói một giọng nói vang lên bên tai nghiêm thủ kinh tiết lộ bất kỳ điều gì không nên tiết lộ ta sẽ để linh hồn ngươi mãi mãi chìm đắm trong niềm vui vừa rồi giọng nói này lạnh lùng u ám mang theo sát khí vô tận nghiêm thủ kinh biết đối phương không đùa nhưng nghiêm thủ kinh lại hoàn toàn bối rối cái gì gọi là tiết lộ điều không nên tiết lộ nghiêm thủ kinh ta cũng phải biết chứ nghiêm thủ kinh ta đã gây ra tội gì tinh hà ngươi đang ở đâu cứu ta với nhưng khi nghiêm thủ kinh đang kêu gọi tinh hà trong lòng thì một cơn đau đớn suýt nửa hủy diệt linh hồn của nghiêm thủ kinh khiến nghiêm thủ kinh suýt nửa ngất đi, nghiêm thủ kinh nằm trên giường như một con chó chết, nước mắt không thể ngừng lại được nữa, rốt cuộc đây là ai, ta chỉ gọi tinh hà trong lòng, lại một cơn đau đớn điên cuồng nữa, nghiêm thủ kinh hiểu ra, hai chữ tinh hà. Này là cấm kỵ, chỉ cần nghĩ đến trong lòng, thì sẽ bị tra tấn, nghiêm thủ kinh sợ hãi đến mức tè ra quần đây có ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không khi nghiêm thủ kinh đang khóc thét thì có người đẩy cửa bước vào tiểu thúy nhi với vẻ mặt quyến rũ kéo nghiêm thủ kinh nói rằng đến đây bảo bối để ta nói cho ngươi biết rõ tin tức xà tộc muốn liên minh với hồ tộc đã lan truyền khắp hồ tộc chỉ sau một đêm đây quả là chuyện trọng đại đối với hồ tộc dù hồ tộc vẫn được coi là một trong tám đại tộc nhưng thực tế họ đã rơi xuống vị trí thấp nhất thậm chí một số đại tộc ngoài tám đại tộc còn có thực lực vượt trội hơn hồ tộc và họ luôn muốn kéo hồ tộc ra khỏi vị trí này vì vậy có được xà tộc làm đồng minh là vô cùng quan trọng đối với hồ tộc xà tộc rất mạnh mẽ và liên minh này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho hồ tộc khi tin tức này mới lan truyền nhiều thành viên hồ tộc tỏ ra nghi ngờ bởi lẽ xà tộc và hồ tộc chưa bao giờ có quan hệ thân thiết vậy tại sao xà tộc lại chọn liên minh với hồ tộc điều này có vẻ như chẳng mang lại lợi ích gì cho xà tộc nhưng chẳng bao lâu sau hồ tộc đã hiểu rõ lý do xà tộc đưa ra quyết định này nghe như đùa hồ tinh hà thực sự đã nhận được truyền thừa của tiên tri dù hắn bị nhiễm lực lượng u hồn khi trở về từ u hồn cốc nhưng một phần sức mạnh đã nhập vào cơ thể hắn còn truyền thừa chưa hoàn chỉnh thì bị phong ấn tạm thời theo thời gian khi hồ tinh hà trưởng thành phong ấn này cũng sẽ dần dần mở ra khi hiểu rõ điều này hồ tộc mới ngộ ra ý đồ của xà tộc quả nhiên là xà tộc tham lam họ đâu có thực sự liên minh với chúng ta họ chỉ đang đặt cược vào hồ tinh hà mà thôi chúng ta rơi vào tình cảnh này cũng vì không còn tiên tri nếu tiên tri tái xuất ngày hồ tộc hưng thịnh sẽ không còn xa ngươi nói hồ tinh hà bị u hồn lực nhiễm phải và có thể không tu luyện được công pháp hồ tộc ư hồ tộc chúng ta xưa nay vốn không phải chủng tộc chiến đấu trong yêu tộc hồ tộc được coi là trí tuệ của yêu tộc tiên tri của chúng ta thời kỳ đỉnh cao nắm giữ thần lực dùng thuật diễn tinh để quan sát thiên tượng hiểu rõ quá khứ và tương lai tiên tri của chúng ta đã bao lần chỉ đường dẫn lối cho yêu tộc nếu không có tiên tri của hồ tộc yêu tộc cũng chẳng thể có được ngày hôm nay xà tộc quả thật khôn ngoan hôm nay liên minh với chúng ta sau này có thể nhận được sự chỉ dẫn của tiên tri điều này chỉ có lợi cho xà tộc mà thôi trong khi vô số thành viên hồ tộc bàn tán xôn xao đại hội liên minh giữa hai tộc cũng sắp bắt đầu tất cả cao tầng của hồ tộc cùng với xà mông và xà khôi đã tụ họp tại thần điện của hồ tộc hồ tinh hà người vừa tỉnh lại cũng đứng trong thần điện dưới sự chủ trì của đại trưởng lão hồ du đại hội liên minh giữa hồ tộc và xà tộc chính thức khai mạc tộc trưởng hồ tộc là hồ thương và tộc trưởng xà tộc là xà mông đã thề trước yêu thần lập lời thề hai tộc xà hồ mãi mãi kết thành đồng minh sau khi lời thề kết thúc một luồng ánh sáng u ám lóe lên trong tay xà mông và thánh khí của xà tộc quyền trượng u xà xuất hiện trong tay hắn hồ thương cũng lấy ra quyền trượng nguyệt thần của hồ tộc khi hai quyền trượng chạm vào nhau ánh trăng bạc và ánh sáng u tối của xà linh đang xen thực hiện nghi thức trao đổi minh ước của yêu tộc khi nghi thức kết thúc hồ thương vung tay vài thành viên hồ tộc khiên một chiếc đỉnh khổng lồ hình rồng đặt vào giữa thần điện. Nhìn thấy chiếc đỉnh này, trên mặt xà mông hiện lên vẻ kinh ngạc. Hồ thương tộc trưởng, chẳng lẽ đây chính là thần một long đỉnh mà truyền thuyết nói rằng tiên tri của hồ tộc sở hữu, nghe xà mông nói, trên mặt hồ thương hiện lên vẻ tự hào. Xà mông tộc trưởng nói không sai, đây chính là thần một long đỉnh trong truyền thuyết, còn được gọi là thanh một long đỉnh, xà mông nghe vậy, ánh mắt quét lên quét xuống thần một long đỉnh, trong mắt hiện lên một tia thèm muốn. Thần một long đỉnh của hồ tộc tuyệt đối là thần vật hàng đầu trong toàn bộ yêu tộc, tương truyền rằng nó ẩn chứa truyền thừa thuật vu độc từ thời thượng cổ. Dù năm xưa hồ tộc không giỏi chiến đấu, nhưng họ vẫn là một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất yêu tộc, một phần lớn là nhờ vào thần một long đỉnh. Chỉ có tiên tri các đời của hồ tộc mới có thể hiểu được huyền cơ của thần một long đỉnh. Các tiên tri cũng thông qua thần một long đỉnh để lĩnh ngộ thuật vu độc dựa vào thuật vu độc, tiên tri của hồ tộc không chỉ nắm giữ khả năng biết rõ quá khứ và tương lai, mà còn sở hữu thuật vu độc độc bá toàn bộ yêu tộc. Đáng tiếc, sau khi tiên tri biến mất, thần một long đỉnh cũng trở thành chí bảo không ai có thể giải mã được. Hiện nay, thần một long đỉnh ở trong hồ tộc chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng. Suốt nhiều năm qua, không ít chủng tộc đã nhắm đến thần một long đỉnh của hồ tộc và xét về thực lực, hồ tộc gần như không có khả năng giữ được nó hồ tộc cũng biết rõ điều này nhưng họ rất thông minh đã dùng một chiêu lấy lui làm tiếng hồ tộc trực tiếp tổ chức đại hội long đỉnh mời tất cả yêu tộc trên thế gian đến và tuyên bố rằng bất kể là ai chỉ cần có thể hiểu được bí mật của long đỉnh hồ tộc sẽ dâng hai tay kính tặng lúc đó các yêu tộc từ khắp nơi đổ về hồ tộc ai cũng muốn chiếm lấy long đỉnh nhưng đáng tiếc suốt nửa tháng diễn ra đại hội dù các tộc đã sử dụng đủ mọi phương pháp vẫn không ai có thể lĩnh ngộ được thuật vu độc từ Long Đỉnh. Hồ tộc cũng rất khôn ngoan, họ tuyên bố rằng thần một Long Đỉnh thuộc về toàn bộ yêu tộc, thuật vu độc trên thần một Long Đỉnh là thần thuật có thể thay đổi vận mệnh của cả yêu tộc. Hồ tộc không dám giữ thần một Long Đỉnh làm của riêng, họ chỉ tạm thời bảo quản nó. Bất cứ khi nào, chỉ cần ngươi nghĩ rằng mình có thể lĩnh ngộ được, hãy đến hồ tộc. Hồ tộc chúng ta sẽ vô điều kiện mở cửa Long Đỉnh, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ được thông tin trên đó, thần một long đỉnh sẽ thuộc về ngươi. Ban đầu, các tộc đổ xô đến hồ tộc để chiếm lấy thần một long đỉnh, nhưng thực tế đã chứng minh, thần một long đỉnh huyền diệu đến mức, ngoài tiên tri của hồ tộc, không ai có thể hiểu được bí mật bên trong. Hiện nay, dù mỗi năm vẫn có vô số người đến hồ tộc để tìm hiểu thần một long đỉnh, nhưng nó vẫn ở lại hồ tộc, và thuật vu độc đã trở thành tuyệt kỹ thất truyền yêu tộc chưa từng xuất hiện một ai có thể lĩnh ngộ được thuật vu độc. Nhìn thần một long đỉnh lúc này, xà mông cũng cảm thán thần vật như vậy rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng không ai có thể lĩnh ngộ được, thật là đáng buồn, hồ tinh hà lúc này cũng bị thần một long đỉnh bất ngờ xuất hiện làm cho kinh ngạc. Quả là hàng thật. Đây chính là thần một long đỉnh trong truyền thuyết sao, truyền thừa thuật vu độc ẩn chứa bên trong nó. Bảo sao suốt bao nhiêu năm nay ở đại lục liệt nhật không tìm thấy thần một long đỉnh, hóa ra nó nằm ở yêu tinh châu có lật tung cả đại lục liệt nhật cũng không thể tìm thấy tuy nhiên hồ tinh hà cũng rất khâm phục sự thông minh của hồ tộc nếu họ thực sự giấu kỹ món đồ này có lẽ nó đã bị người khác dùng cách nào đó cướp mất từ lâu nhưng ngược lại họ trực tiếp công khai ai đến cũng có thể thử nhờ đó mà không ai dám cướp nữa cướp về thì có ích gì ngươi cũng không thể lĩnh ngộ được còn nếu ngươi có thể lĩnh ngộ hồ tộc sẽ trực tiếp tặng ngươi, vậy thì cần gì phải cướp, dù kinh ngạc, nhưng hồ tinh hà vẫn cảm thấy tốt nhất nên tránh xa món đồ này. Tại sao ư? Ngươi có biết luyện đan là việc nhàm chán nhất trên đời không? Nếu có việc gì nhàm chán như luyện đan, thì đó chính là học độc thuật, còn thứ có thể vượt qua cả hai việc nhàm chán này, chính là thuật vu độc, thần một long đỉnh này, ta không biết người khác có khát khao lĩnh ngộ được thuật vu độc hay không, nhưng ta thề với trời, ta chỉ muốn tránh xa nó. Hồ Tinh Hà lùi dần về phía mép thần điện, cuối cùng tìm một góc khuất để ẩn mình. Hắn vừa ẩn mình xong, xà mông đã lên tiếng. Hồ thương tộc trưởng không tin tưởng xà tộc chúng ta sao, lời nói của xà mông mang theo ý lạnh thấu xương, ánh mắt hắn quét qua các thành viên hồ tộc có mặt. Phải biết rằng, thần một long đỉnh không chỉ ẩn chứa truyền thừa thuật vu độc, mà còn chứa đựng sức mạnh của các tiên tri đời trước, nên nó có khả năng thiết lập binh ước chỉ cần tinh huyết của xà mông và hồ thương cùng nhỏ vào long đỉnh nó sẽ tự động thiết lập binh ước nếu bên nào phản bội lực lượng thần bí ẩn chứa trong long đỉnh sẽ trừng phạt bên đó xà mông tộc trưởng hiểu lầm rồi hôm nay lấy long đỉnh làm chứng không phải chúng ta không tin xà tộc mà là do ta hồ thương tự thấy mình không đủ kiên định nếu ngày nào đó đối mặt với cám dỗ ta sợ rằng mình sẽ không thể chống lại lấy long đỉnh làm chứng để hồ và xà tộc mãi mãi kết giao bất kể cám dỗ nào lực lượng của minh ước này cũng sẽ giúp ta tỉnh táo ngay lập tức xà mông tất nhiên không tin một chữ nào trong lời của hồ thương nói dối hồ tộc rõ ràng là sợ xà tộc sẽ phản bội họ nên muốn dùng minh ước của long đỉnh để ràng buộc xà tộc nếu là lúc khác xà mông chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng lần này hắn dám thề với trời hắn thực sự chân thành không còn cách nào khác thánh giả đang ở trong hồ tộc vận mệnh của xà tộc đã gắn chặt với thánh giả bất kể thánh giả muốn làm gì xà tộc cũng chỉ có thể theo sau chúng ta không còn đường lui dù phía trước có là địa ngục sâu thẳm xà tộc cũng chỉ có thể tiến lên nên ký kết minh ước thì ký kết một lát sau xà mông không nói thêm gì chỉ gật đầu ra hiệu cho hồ thương bắt đầu hồ thương nghe xà mông đồng ý trên mặt hiện lên vẻ khó tin thật lòng mà nói trước đó hắn đã chuẩn bị tinh thần bị xà mông từ chối vì xà tộc nổi tiếng là xảo quyệt dù xà mông nói rằng hắn đánh giá cao tiềm năng của hồ tinh hà nhưng hồ tộc không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng hồ thương không ngờ rằng xà mông lại sẵn sàng ký kết minh ước với hồ tộc bằng long đỉnh không chần chừ hồ thương đâm thủng mi tâm một giọt tinh huyết bay lên không trung rồi rơi vào long đỉnh xà mông cũng đâm thủng mi tâm tinh huyết từ mi tâm của hắn bay lên rơi vào long đỉnh nhìn thấy tinh huyết của xà mông rơi vào long đỉnh tất cả thành viên hồ tộc đều lộ vẻ vui mừng tột độ xà tộc thực sự muốn liên minh với chúng ta sau khi ký kết minh ước này xà tộc và hồ tộc sẽ thực sự trở thành đồng minh và đây là minh ước không thể phá vỡ trừ khi xà mông phát điên nếu không hắn tuyệt đối không dám phản bội minh ước vì hình phạt của minh ước long đỉnh rất đáng sợ dưới sự chứng kiến của vô số thành viên hồ tộc hai dọc tinh huyết hoàn tất việc ký kết minh ước và liên minh giữa hồ tộc và xà tộc được thành lập tinh huyết đã hoàn tất việc ký kết minh ước bay ra khỏi long đỉnh tinh huyết của hồ thương mang theo minh ước bay trở về mi tâm của hắn thông báo rằng minh ước đã được ký kết nhưng khi hồ thương chưa kịp vui mừng tinh huyết của xà mông lẽ ra phải bay về mi tâm của hắn lại bất ngờ nổ tung thành một tiếng ầm sau đó bay thẳng đến đỉnh đầu của hồ tinh hà người đang ẩn mình ở mép thần điện dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người tinh huyết chạm vào hồ tinh hà và hóa thành một ngọn lửa màu vàng kim ngay khi ngọn lửa vàng kim xuất hiện toàn bộ thần một long đỉnh bắt đầu rung lắc dữ dội quá trình thần một long đỉnh ký kết khế ước rất đơn giản chỉ cần tinh huyết của hồ thương và xà mông tiến vào thần một long đỉnh long đỉnh sẽ tự động dùng sức mạnh của các tiên tri hồ tộc đời trước để ký kết khế ước cho hai người sau khi khế ước hoàn thành tinh huyết của mỗi người sẽ trở về cơ thể của họ và khế ước xem như đã hoàn tất phía hồ thương rất bình thường tinh huyết của hắn thực sự đã trở về mi tâm và khế ước cũng đã được ký kết xong nhưng tinh huyết của xà mông lại đột nhiên có biến đổi bất thường ngay trước mắt mọi người tinh huyết của xà mông lại bay về phía tinh hà và ngay khi chạm vào tinh hà nó đột nhiên hóa thành một ngọn lửa ngay khi ngọn lửa màu vàng sáng xuất hiện toàn bộ thần một long đỉnh bắt đầu rung chuyển dữ dội còn tất cả các con rồng quấn quanh long đỉnh lúc này dường như đều sống lại từng con rồng bắt đầu phát ra ánh sáng vàng chói lọi những con rồng phát ra ánh sáng vàng đột nhiên bay vút lên trời, khi quấn quanh trên bầu trời, những con rồng này đột nhiên bay về một hướng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh ngạc, bởi vì vị trí mà thần long trên thần một long đỉnh lựa chọn lúc này không phải ai khác, chính là sở tinh hà đang lẫn trốn phía sau mọi người, sở tinh hà ngơ ngác. lúc này sở tinh hà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khoảnh khắc đã bị thần long trong thần một long đỉnh bao bọc. Trong chớp mắt, Vô số thứ khiến sở tinh hà như muốn nổ tung đầu óc từ trong thần long ngào ạt tràn vào tâm trí của sở tinh hà, minh kim thần hỏa. Đó là minh kim thần hỏa, lúc này, đại trưởng lão hồ u trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn sở tinh hà đang bị thần long bao bọc. Đừng nói là đại trưởng lão hồ u, chính sở tinh hà cũng phát điên lên mẹ nó, từ khi nhìn thấy thần một long đỉnh, không biết có phải do nỗi sợ hãi khi luyện dược trước đây mang lại hay không, sở tinh hà cảm thấy mình có một dự cảm chẳng lành chẳng lẽ nó lại truyền thừa cho ta mà không nói một lời nào sao vì vậy sở tinh hà chọn cách trốn thật xa ngươi không nhìn thấy ta ngươi không nhìn thấy ta chỉ cần lão tử không chạm vào thần một long đỉnh này ngươi nói xem làm sao nó có thể truyền thừa cho ta lão tử bị đại trưởng lão ở hạo thiên tông hành hạ khi luyện dược đến mức đó ta đến yêu tinh châu ta thề với trời sở tinh hà ta có chết cũng tuyệt đối không luyện dược nữa lúc đầu chính vì mình không hiểu chuyện chọc giận chu tước lô kết quả là vô tình được chu tước lô truyền thừa đến nỗi sở tinh hà ta hàng ngày sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng bao nhiêu lần giữa đêm khuya ta bị đủ thứ liên quan đến luyện dược hành hạ đến mức muốn từ bỏ mạng sống các ngươi có biết không sở tinh hà ta thề với trời ta không thích luyện dược ta chính là không thích luyện dược vì vậy cái thần một long đỉnh chết tiệt này thuộc vô độc gì đó không liên quan gì đến sở tinh hà ta ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nó ta căn bản không cho thần một long đỉnh bất kỳ cơ hội nào để truyền thừa cho ta ngươi nói xem làm sao mà thua được nhưng sở tinh hà nói rằng lần này ta thực sự không hề chạm vào thần một long đỉnh long đỉnh ngươi có nói lý lẽ không ngươi tự mình tiếp hoạt truyền thừa là có ý gì nhưng rất nhanh sở tinh hà nhận ra rằng không phải thần một long đỉnh đã chọn mình mà là vì xà mông xà mông đã bị ấn ký nguyệt thực của đại hiền giả thu phục còn phần chính của ấn ký nguyệt thực lại nằm trên cơ thể của sở tinh hà từ một góc độ nào đó thực ra xà mông và phân thân của sở tinh hà không có nhiều khác biệt vì vậy khi tinh huyết của xà mông bay vào thần một long đỉnh nó đã tự động kích hoạt mối liên hệ với sở tinh hà minh kim thần hỏa trên người sở tinh hà cũng ngay lập tức bị thần một long đỉnh cảm nhận được được rồi giống như chu tước linh hỏa là chìa khóa để kích hoạt truyền thừa của chu tước lô thì minh kim thần hỏa cũng là chìa khóa để kích hoạt thần một long đỉnh vì vậy thần một long đỉnh đã được mở ra bất chấp sở tinh hà có muốn hay không nó trực tiếp bắt đầu truyền thừa lúc này cả thần điện hồ tộc đã náo loạn tất cả hồ tộc đều trợn tròn mắt nhìn tinh hà đang bị thần long cuốn quanh truyền thừa long đỉnh đây là truyền thừa long đỉnh trong truyền thuyết hồ thương đang nghe truyện trên tv audio cv kích động đến mức 300 cân thịt của hắn nhảy lên nhảy xuống mở khắp người rung lên loạn xạ cần biết rằng thần một long đỉnh sở hữu thuật vu độc là thật các tiên tri hồ tộc đời trước có thể nhận được thuật vu độc cũng là thật nhưng thuật vu độc mà các tiên tri đời trước nhận được không phải là truyền thừa long đỉnh đó chỉ là một phần nhỏ của thuật phu độc mà họ nhận được từ Long Đỉnh. Còn nhìn lại lịch sử Hồ Tộc, chỉ có Tiên Tri đời đầu tiên là từng nhận được truyền thừa Long Đỉnh hoàn chỉnh. Chỉ có Hồ Tộc mới biết cách nhận được truyền thừa Long Đỉnh hoàn chỉnh. Đó là dựa vào Minh Kim Thần hỏa trong truyền thuyết. Nhưng Minh Kim Thần hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có Đại Tiên Tri đời đầu tiên của Hồ Tộc từng sở hữu sau này cái gọi là nhận được thuật vu độc cũng chỉ là các tiên tri đời trước dựa vào một phần sức mạnh của minh kim thần hỏa mà đại tiên tri đời đầu tiên lưu lại để nhìn trộm được một phần rất nhỏ của thuật vu độc từ long đỉnh nhưng ngày hôm nay không ai ngờ rằng trên người tinh hà lại mang theo minh kim thần hỏa tộc trưởng xà mông nói không sai tinh hà thực sự đã nhận được truyền thừa tiên tri minh kim thần hỏa này nhất định đến từ đại tiên tri đời đầu tiên đại trưởng lão hồ u gầm lên một tiếng vô số hồ tộc cũng lần lượt gật đầu đại trưởng lão hồ u nói không sai minh kim thần hỏa từ xưa đến nay chỉ có trên người của đại tiên tri đời đầu tiên vì vậy nó cũng chỉ có thể là truyền thừa của đại tiên tri đời đầu tiên lúc này xà mông cũng ngớ người ra hắn nhìn thánh giả đang bị thần long cuốn quanh với vẻ mặt không thể tin được đầu óc của xà mông cũng nhanh nhạy gần như trong chớp mắt đã biết chuyện gì đang xảy ra chính là tinh huyết của mình mình và thánh giả có ấn ký liên kết từ một góc độ nào đó tinh huyết của mình nhất định mang theo khí tức của thánh giả. Sau khi tinh huyết của mình bay vào thần một long đỉnh, khí tức của thánh giả đã kích hoạt minh kim thần hỏa, và thần một long đỉnh cũng theo đó mà kích hoạt truyền thừa. Lúc này xà mông vô cùng kích động, thực ra trên đường đến đây, xà mông cũng rất lo lắng. Mặc dù đại hiền giả không nghe theo lời của các ác quỷ sống ở Hạo Thiên Tông mà tổ chức một lễ hội nguyền rủa cho xà tộc. Nhưng đại hiền giả đã thực sự thông báo ý kiến của các đại lão Hạo Thiên Tông cho xà mông biết, hơn nữa đại hiền giả còn nói rõ rằng tốt nhất xà mông nên nhận thức được vị trí của mình hiện tại và trong thời gian ngắn nhất nhận được sự công nhận của thánh giả nếu không đại hiền giả không ngại đổi một tộc trưởng khác cho xà tộc ví dụ như xà ly mặc dù trông có vẻ ngốc nghếch nhưng biết đâu xà ly lại có thể làm tốt hơn xà mông không cho rằng đại hiền giả đang dọa mình xà mông đã hiểu rõ khả năng của đại hiền giả không nói gì khác chỉ nói đến các loại ấn ký mà đại hiền giả nắm giữ ngay cả xà tộc vốn giỏi về ấn ký cũng không hiểu được, đây là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào, vì vậy xà mông luôn nghĩ cách làm sao để thánh giả có thể công nhận mình trong thời gian ngắn nhất. Còn bây giờ, xà mông biết rằng, lần này mình không có lỗi, thánh giả ơi, ngài xem lần này xà mông ta đã thành công giúp ngài nhận được truyền thừa của thần một long đỉnh, lòng trung thành của xà mông ta có thể sánh với nhật nguyệt, lần này xà mông ta không khiến thánh giả thất vọng chứ, sở tinh hà không biết lòng trung thành của xà mông có thể sánh với nhật nguyệt hay không sở tinh hà chỉ biết rằng chuyện này thật là điên rồ lão tử không muốn luyện dược không muốn luyện dược ta thực sự không muốn luyện dược nhưng chuyện này mãi không kết thúc sao truyền thừa chu tước truyền thừa độc tôn đến bây giờ các ngươi trực tiếp nâng cấp cho ta lên thành truyền thừa của thuật vu độc sao hơn nữa thuật vu độc này còn là độc nhất vô nhị hiện tại cả yêu tộc cũng chỉ có thần một long đỉnh sở hữu vậy là sau này ta không thể trốn tránh chuyện luyện dược được nữa sao các ngươi có biết không luyện dược có phải là việc con người nên làm không đó chính là sự tra tấn lớn nhất của đời người sở tinh hà ta chịu đủ rồi lão tử bị người ở liệt dương đại lục đâm sau lưng cũng được rồi lão tử đến yêu tinh châu chuyện gì đây khi lão tử lại bị yêu tộc đâm sau lưng xà mông ngươi còn cười ở đó với vẻ mặt muốn được khen thưởng ngươi có biết xấu hổ không ngươi có biết không ngươi đã đâm cho lão tử một nhát đau thấu tim. Ban đầu sở tinh hà đã nghĩ xong rồi, sau khi xà tộc và hồ tộc hoàn thành minh ước, vấn đề thân phận của mình cũng được giải quyết. Vậy bước tiếp theo nên làm gì đây? Chắc chắn là nằm yên một thời gian để nghỉ ngơi. Dù có giúp đỡ yêu tộc, chúng ta cũng phải lên kế hoạch trước đã. Vì vậy trong thời gian lên kế hoạch, sở tinh hà ta nằm yên không có gì sai đúng không? Nhưng bây giờ truyền thừa thuật vu độc vừa mới đến ngươi nói xem lão tử phải làm sao để nằm yên các ngươi ký kết khế ước thì cứ ký kết khế ước đi các ngươi không có chuyện gì làm nên đi nhờ thần một long đỉnh ký kết khế ước sao các ngươi không có khế ước của riêng mình sao bây giờ khế ước của các ngươi đã thành lão tử bị truyền thừa lão tử biết đi nói lý với ai đây nhưng bất kể sở tinh hà nói gì bây giờ cũng đã muộn rồi truyền thừa của thần một long đỉnh đã ào ạt tràn vào tâm trí của sở tinh hà có nét tương đồng với truyền thừa dược thánh lúc đầu. Mặc dù sở tinh hà vô cùng ghét luyện dược, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những thứ trong truyền thừa thuộc vu độc, sở tinh hà vẫn không khỏi hít một hơi lạnh. Được rồi, so với thuộc vu độc, truyền thừa dược thánh, truyền thừa độc tôn chẳng khác nào trò chơi của trẻ con. Truyền thừa thuộc vu độc này cực kỳ tàn bạo, không chỉ có luyện dược, đủ loại độc thuật, bí pháp, vu thuật, hầu như có đủ cả, trong đó một số thứ cấm thuật càng khiến sở tinh hà rùng mình khi nhìn thấy ví dụ như thuật hồi xuân này bằng cách hiến tế sinh mạng của người khác cưỡng chế lấy sinh lực để luyện chế thành tuyệt thế vu đan đưa vào cơ thể người sắp chết không chỉ có thể nhận được sinh lực mà thậm chí còn có thể kế thừa yêu lực còn những thuật pháp kỳ lạ tương tự như hồi xuân thuật thì nhiều không kể xiết nếu nói rằng luyện dược thuật chỉ là luyện chế đan dược còn độc thuật là nghiên cứu độc dược thì vu độc thuật chính là phiên bản nâng cấp siêu cấp sử dụng đủ loại phương pháp khó tin để luyện chế các loại vu đan nhằm đạt được mục đích mà người thường không dám nghĩ tới nhưng vấn đề là sở tinh hà ta không muốn luyện dược dù là vu đan ta cũng không muốn luyện chế cuối cùng truyền thừa cũng kết thúc thần một long đỉnh phát ra ánh sáng bay đến trước mặt sở tinh hà hóa thành một chiếc đỉnh nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay sở tinh hà long đỉnh nhận chủ thuật vu độc thượng cổ lại một lần nữa xuất hiện sở tinh hà một mặt thản nhiên từ giây phút nhìn thấy thần một long đỉnh sở tinh hà đã có một dự cảm không lành mặc dù bản thân đã rất cố gắng ẩn mình nhưng như người ta vẫn nói khi vận rủi đã đến, ngươi có muốn trốn cũng không được. Nhưng vấn đề là, vận khí, ngươi có thể cân nhắc ý kiến của ta một chút được không? Lão Phu đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn học luyện dược. Không muốn học luyện dược, cho dù bây giờ ngươi có nâng cấp lên thành thuật vu độc, thì chẳng phải về cơ bản nó vẫn là luyện dược sao, làm sao đây? Thuật pháp mạnh nhất trong luyện dược chẳng lẽ không phải là luyện dược sao? Thần một long đỉnh trong tay sở tinh hà liên tục tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, tất cả hồ tộc xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn sở tinh hà với vẻ mặt thản nhiên ngay cả hồ thương tộc trưởng hồ tộc cũng lộ ra vẻ khó tin mặc dù trước đó xà mông đã nói truyền thừa của tinh hà không phải biến mất mà là đang ở trạng thái phong ấn nhưng theo suy nghĩ của hồ thương phong ấn này dù có giải khai cũng phải theo một quá trình tuần tự thậm chí có thể cần đợi rất lâu mới giải được phong ấn nhưng hiện tại không ai ngờ rằng truyền thừa trên người tinh hà lại có dấu hiệu giải phong ấn nhanh như vậy. Dù sao thần một long đỉnh cũng là thần vật mà chỉ có tiên tri hồ tộc các đời mới có tư cách lĩnh hội. Ngoại trừ đại tiên tri đời đầu tiên dựa vào minh kim thần hỏa để nhận truyền thừa, các tiên tri đời sau chỉ có thể nhận được một phần khả năng từ thần một long đỉnh. Nhưng hôm nay, không ai ngờ rằng, tinh hà lại sở hữu minh kim thần hỏa giống như đại tiên tri đời đầu tiên. Dưới minh kim thần hỏa, thần một long đỉnh đã hoàn thành việc truyền thừa cho tinh hà ánh mắt của toàn bộ hồ tộc nhìn về tinh hà đã có sự chuyển biến căn bản hồ tộc vốn đa nghi dù trước đó xà mông đã dùng ấn ký u xà để xác nhận tinh hà không có vấn đề nhưng nói thật ngay cả sự xác nhận của xà mông cũng không hoàn toàn xóa tan được nghi ngờ trong lòng mọi người bởi vì nếu tinh hà không có vấn đề tại sao lại không nhận được truyền thừa tiên tri việc truyền thừa tiên tri bị phong ấn trong lịch sử hồ tộc chưa từng xảy ra vì vậy hồ tộc nghi ngờ rằng liệu có phải thân phận của tinh hà có vấn đề gì đó nên mới dẫn đến tình trạng truyền thừa thất bại nhưng hiện tại khi minh kim thần hỏa xuất hiện trên người tinh hà mọi nghi ngờ đều tan biến bởi vì minh kim thần hỏa chỉ xuất hiện trên người đại tiên tri đời đầu tiên nên minh kim thần hỏa trên người tinh hà chỉ có một lời giải thích đó là tinh hà đã nhận được truyền thừa minh kim thần hỏa của đại tiên tri đời đầu tiên ai dám nói tinh hà có vấn đề khi hắn nhận được minh kim thần hỏa của đại tiên tri đời đầu tiên ngay cả đại tiên tri đời đầu tiên cũng công nhận tinh hà ngươi là cái thái gì mà dám nói tinh hà có vấn đề tuy nhiên điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất điều quan trọng nhất lúc này là truyền thừa thần một long đỉnh mà tinh hà nhận được thực sự quá quan trọng hồ tộc trong lịch sử yêu tộc chưa bao giờ là chủng tộc mạnh nhất nhưng tại sao hồ tộc lại luôn đứng đầu trong bác đại tộc ngay cả trong thời đại yêu thần hồ tộc cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới trướng yêu thần không chỉ vì tiên tri hồ tộc có khả năng suy diễn quá khứ và tương lai, mà còn vì hồ tộc là chủng tộc duy nhất trong yêu tộc nắm giữ thuật vu độc. Vào thời kỳ đỉnh cao nhất của hồ tộc, ngay cả viên tộc khi đối mặt với hồ tộc cũng phải nhún nhường. Không còn cách nào khác, viên tộc ngươi đủ mạnh, ngươi có thể nói rằng ngươi không cần đến thuật diễn tinh của tiên tri hồ tộc, nhưng ngươi có thể nói rằng ngươi không cần đến thuật vu độc sao? Làm sao? Viên tộc các ngươi không có ai bị trọng thương cần cứu mạng sao? hay là viên tộc các ngươi không có ai bị tắc nghẽn tu vi cần đột phá sao, thuật diễn tinh của tiên tri hồ tộc có thể xuất hiện sai sót, nhưng thuật vu độc của hồ tộc thì không bao giờ xuất hiện sai sót. Thậm chí, từ một góc độ nào đó, thuật vu độc còn có giá trị không kém gì thuật diễn tinh. Thuật diễn tinh có tính chất bất ngờ, nhưng thuật vu độc lại nổi bật với sự đơn giản và hiệu quả, hồ u đại trưởng lão lúc này nước mắt trưng trưng. Trời phù hộ hồ tộc ta, có được thuật vu độc, hồ tộc ta thật sự sẽ trỗi dậy một nhóm đại lão hồ tộc lúc này vây quanh sở tinh hà điên cuồng hỏi về thuật vu độc nghe tinh hà với vẻ mặt thản nhiên kể về những gì mình nhận được từ truyền thừa thuật vu độc nhiều hồ tộc không khỏi rơi nước mắt không có gì sai lần này hoàn toàn không có gì sai truyền thừa lần này không có vấn đề gì đây là truyền thừa thuật vu độc thực sự ban đầu khi nhận được thuật vu độc và phải bắt đầu lại con đường luyện dược sở tinh hà rất phản đối thậm chí còn suy nghĩ đến việc nói dối rằng mình không nhận được truyền thừa nhưng vấn đề là thần một long đỉnh đã gắn liền với hắn, nếu nói dối như vậy thì có phải quá lố không? Đại tiên tri phù hộ, thuộc vu độc đã trở lại với hồ tộc ta, có thuộc vu độc, hồ tộc ta nhất định sẽ trỗi dậy lần nữa, hồ thương dù là tộc trưởng hồ tộc, nhưng lúc này cũng nước mắt lưng tròng. Là một trong bác đại tộc của yêu tinh châu, nghe thì có vẻ oai phong, nhưng hồ thương biết, đừng nói là bác đại tộc, nhiều đại tộc ngoài bác đại tộc thậm chí còn không coi trọng hồ tộc. Hồ Thương ở bên ngoài bị chế dở là tộc trưởng yếu nhất trong bác đại tộc, thậm chí trong lần đại hội yêu tộc do viên tộc tổ chức lần trước, chỗ ngồi của Hồ Thương cũng không được xếp vào hàng ghế của bác đại tộc. Hồ Thương khi đó bị chế giễu đến đỏ mặt tí tai. Nhưng Hồ Thương biết, dù mình có nói gì cũng vô ích, vì chẳng ai thèm để ý đến lời của Hồ Tộc. Trong số các võ thần của yêu tinh châu, Hồ Thương chắc chắn là người yếu nhất. Không còn cách nào khác, các khả năng của Hồ Tộc đều không thiên về chiến đấu, nên dù là võ thần nhưng hồ thương chắc chắn là võ thần yếu nhất hồ tộc hiện nay khả năng chiến đấu kém các loại tài nguyên đều thiếu thốn thậm chí còn mất cả tổ địa một hồ tộc như vậy thì có tư cách gì để được coi trọng hồ thương thậm chí còn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy hồ tộc có thể sẽ hoàn toàn bị loại khỏi bác đại tộc hồ thương đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó nhưng hôm nay hồ thương biết ngày tốt lành của hồ tộc đã đến hồ tộc thật sự sẽ trỗi dậy, mặc dù tinh hà không nhận được khả năng thuật diễn tinh của tiên tri hồ tộc, nhưng hiện nay thuật vu độc này tuyệt đối không kém gì thuật diễn tinh. Thậm chí từ một góc độ nào đó, thuật vu độc còn đáng sợ hơn thuật diễn tinh. Nếu hôm nay tinh hà thật sự nhận được thuật diễn tinh, thì trong thời gian ngắn, điều đó có thể sẽ không giúp ích nhiều cho sự trỗi dậy của hồ tộc. Dù sao hồ tộc đã suy tàn quá lâu rồi, nếu giờ Hồ tộc đột nhiên tuyên bố ra ngoài rằng tiên tri của chúng ta đã ra đời, chúng ta lại có khả năng thuật diễn tinh, có thể suy diễn quá khứ và tương lai. Thì người khác cũng phải tin đã, nhưng thuộc vu độc thì hoàn toàn khác. Nhìn khắp Yêu Tinh Châu, bất kể là đại tộc hay tiểu tộc, nhà nào không cần đến thuộc vu độc, khả năng của thuộc vu độc là thực sự, là thứ mà tất cả yêu tộc đều cần đến, có thuộc vu độc, địa vị của Hồ tộc chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Đừng nói là người của Hồ tộc ngay cả xà mông lúc này cũng rất kích động bởi vì xà mông cũng không ngờ rằng hôm nay thần một long đỉnh lại có sự biến đổi như vậy hiện tại thần một long đỉnh đã được thánh giả sở hữu như vậy ai dám nghi ngờ thân phận của thánh giả hơn nữa không chỉ là vấn đề thân phận xà mông cũng biết rõ thuật vu độc lợi hại như thế nào hiện tại thánh giả nhận được thuật vu độc không chỉ là tin tốt lành cho hồ tộc mà đối với xà tộc cũng không cần phải nói Đừng nhìn thánh giả hiện tại đang đội danh hiệu tiên tri hồ tộc, nhưng xà tộc ta mới là nô lệ của thánh giả, có thuộc vu độc, xà tộc ta không phải sẽ cất cánh ngay lập tức sao? Trước đó thánh giả chọn ở lại hồ tộc, thực ra Xà Mông cũng đang suy nghĩ về một vấn đề. Làm thế nào để nâng cao địa vị của thánh giả trong hồ tộc một cách nhanh chóng nhất? Người khác không biết tình trạng truyền thừa tiên tri của thánh giả, nhưng Xà Mông lại biết rõ, vì vậy con đường tiên tri này có vẻ không khả thi, nhưng tu vi của thánh giả thực sự hơi thấp hơn nữa thánh giả không thể tu luyện công pháp của hồ tộc còn của xà tộc thì càng không cần nói trong trường hợp không có tu vi muốn nâng cao địa vị của thánh giả trong hồ tộc trong thời gian ngắn là điều không thực tế nhưng hiện tại vấn đề này cũng đã được giải quyết triệt để thánh giả có thuật vu độc địa vị không cần phải nói nữa hồ tộc có thể đa nghi nhưng hồ tộc không phải là kẻ ngốc họ biết rõ thuật vu độc của thánh giả có ý nghĩa như thế nào đối với hồ tộc vì vậy xà mông có thể chắc chắn rằng, thánh giả có thuật vu độc chắc chắn có thể nhanh chóng đứng vững trong hồ tộc. Huống hồ bản thân ta còn chuẩn bị một món quà lớn cho thánh giả, xà mông lúc này với vẻ mặt kích động tiến lên chúc mừng thánh giả, đây không phải là chúc mừng giả vờ, mà là chúc mừng thật sự từ tận đáy lòng. Chúc mừng hồ tộc lấy lại được truyền thừa thuật vu độc, từ nay trở đi, yêu tộc chúng ta lại một lần nữa sở hữu thuật vu độc, việc này không chỉ là may mắn của hồ tộc, mà còn là đại sự của toàn bộ yêu tộc chúng ta thuật vu độc là thần thuật giá trị của nó quá cao lời nói của xà mông khiến nhiều hồ tộc đều cười tươi như hoa nhưng ngay khi xà mông vừa dứt lời sở tinh hà lên tiếng cảm ơn xà mông tộc trưởng tinh hà còn trẻ không hiểu rõ giá trị của thuật vu độc không biết thuật vu độc của ta có giá trị như thế nào tinh hà ngươi không biết rồi thuật vu độc đã thất truyền nhiều năm ngoài hồ tộc ra yêu tộc chúng ta cũng không còn chủng tộc nào khác có thể sở hữu thuật vu độc, hiện nay thuật vu độc tái xuất, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ yêu tinh châu, và giá trị của thuật vu độc, không kém gì thuật diễn. Tinh Xà mông nói, nhiều hồ tộc đều gật đầu. Nhưng ngay khi nhiều hồ tộc đang vui mừng, sở tinh hà lại lên tiếng. Vậy không biết giá trị của thuật vu độc có thể đổi lại tổ địa thần hồ lĩnh của hồ tộc ta từ xà tộc không? Ngay khi lời của sở tinh hà vang lên, Toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Tất cả hồ tộc lúc này đều trợn tròn mắt nhìn Sở Tinh Hà. Bởi vì không ai ngờ rằng Tinh Hà lại có gan lớn như vậy, thần hồ lĩnh. Đó là tổ địa của hồ tộc, năm xưa hùng tộc đã cướp lấy thần hồ lĩnh từ tay hồ tộc, sau đó xà tộc và hùng tộc đánh nhau nhiều năm, xà tộc lại cướp được một phần thần hồ lĩnh từ tay hùng tộc. Nhưng chuyện đã qua quá lâu rồi, thần hồ lĩnh đã trở thành lãnh thổ của xà tộc, không ai ngờ rằng Hôm nay Tinh Hà lại dám yêu cầu Xà Mông trả lại thần hồ lĩnh cho Hồ tộc. Hồ Thương lúc này trán đã toát mồ hôi lạnh, vì ông cũng cảm thấy Tinh Hà có phần quá táo bạo, chúng ta liên minh với Xà tộc không sai, Hồ Thương trước đây cũng có ý tưởng táo bạo, nhưng dù có táo bạo đến đâu, ông cũng không dám yêu cầu Xà Mông trả lại thần hồ lĩnh. Nhưng ngay khi Hồ Thương định lên tiếng hòa giải, Xà Mông lại nói, ta thấy được, Hồ tộc. Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng, toàn bộ hồ tộc đều nhìn xà mông với vẻ ngỡ ngàng. Bọn họ không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy từ miệng của xà mông. Phải biết rằng, yêu tinh châu tài nguyên nghèo nàn, thần hồ lĩnh tuy không phải nơi màu mỡ nhất, nhưng tuyệt đối là một bảo địa. Năm xưa, hồ tộc huy hoàng cỡ nào, thần hồ lĩnh của hồ tộc đương nhiên cũng không thể kém. Nếu không, hùng tộc cũng chẳng đến mức cướp thần hồ lĩnh từ tay hồ tộc. Mặc dù hiện tại một phần thần hồ lĩnh đã thuộc về xà tộc, nhưng phần này vốn không phải xà tộc cướp từ tay hồ tộc nên xà tộc cũng không có lý do gì để trả lại cho hồ tộc thế mà chẳng ai ngờ được tinh hà lại mở miệng đòi xà tộc trả thần hồ lĩnh khi tinh hà cất tiếng thật lòng mà nói tất cả hồ tộc có mặt đều căng thẳng bởi đó là lãnh thổ của xà tộc nghe hồ tộc đòi hỏi lãnh thổ xà mông có nổi giận đùng đùng hay không nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là xà mông nghe xong lời tinh hà chẳng những không giận mà còn đồng ý dù hai tộc có kết minh chuyện này cũng quá mức vô lý rồi nhưng hồ u đại trưởng lão nhanh chóng nhận ra đây không phải vấn đề kết minh hay không dù hôm nay xà tộc có kết minh với hồ tộc nếu chúng ta đòi thần hồ lĩnh xà mông cũng sẽ lật mặt ngay thế nhưng tinh hà vừa nhận được truyền thừa vu độc thuật không ngoa khi nói rằng vu độc thuật đủ sức thay đổi cục diện toàn bộ yêu tộc đây không phải vu độc thuật bình thường mà là truyền thừa cung cấp với đại tiên tri đời đầu là bản hoàn chỉnh thật sự, đây tuyệt đối là đại sự chấn động toàn bộ yêu tộc, xà tộc coi trọng không phải minh ước mà là lợi ích. Có vu độc thuật của hồ tộc trợ giúp, thực lực xà tộc nhất định tăng lên một bậc, dù trong thời gian ngắn không thể đối đầu với cự thú viên tộc, nhưng xà tộc dựa vào vu độc thuật trở nên hùng mạnh vô song cũng là điều tất yếu. Hồ u nhận ra xà mông này lão luyện ghê gớm, dù tặng thần hồ lĩnh, nhưng xà tộc có thể nâng cao thực lực lên nhiều bậc. Có thực lực rồi, đừng nói thần hồ lĩnh những nơi tốt hơn xà tộc chẳng lẽ không chiếm được vậy nên nhìn bề ngoài xà tộc chịu thiệt nhưng xét về lâu dài xà tộc lời to hồ u đại trưởng lão đột nhiên nhận ra không chỉ xà mông lão luyện mà cả tinh hà cũng vậy nếu xà mông là lão luyện thì tinh hà đã tính toán chuẩn xác sự lão luyện của xà mông biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để đòi lại thần hồ lĩnh hồ u đại trưởng lão thừa nhận lần này tinh hà có phần liều lĩnh nhưng hắn đã thắng cược tin tức xà tộc đồng ý trả thần hồ lĩnh cho hồ tộc nhanh chóng lan truyền khắp hồ tộc khi nghe tin này tất cả hồ tộc đều sửng sốt. Cái gì? Xà tộc kết minh với chúng ta là thật, nhưng nói họ đồng ý trả thần hồ lĩnh có phải quá vô lý rồi không, nhưng nguyên nhân nhanh chóng được tiết lộ. Sở Tinh Hà đã nhận được truyền thừa của thần Mộc Long Đỉnh. Trực tiếp có được vu độc thuộc hoàn chỉnh, nếu tinh thần hồ lĩnh khiến hồ tộc ngỡ ngàng, thì tinh này khiến hồ tộc bùng nổ, không một hồ tộc nào không biết vu độc thuộc đại diện cho điều gì, dù hồ tộc nổi tiếng nhất với diễn tinh thuật, nhưng mỗi hồ tộc đều biết, thời kỳ đỉnh cao nhất của hồ tộc năm xưa, vu độc thuật của đại tiên tri đời đầu mới là chìa khóa thực sự giúp hồ tộc trường thịnh bất suy. Ngay cả viên tộc hùng mạnh, khi hồ tộc sở hữu vu độc thuật, cũng phải khách khí với hồ tộc. Vu độc thuật được xưng tụng là có lực lượng nghịch thiên cải mệnh. Chỉ vì sau này không có minh kim thần hỏa, các tiên tri đời sau của hồ tộc cũng không có được vu độc thuật hoàn chỉnh, nên dần dần vu độc thuật bị mai một hiện tại truyền thừa vu độc thuật hoàn chỉnh trở lại với hồ tộc dù không có diễn tinh thuật dựa vào vu độc thuật hồ tộc cũng tuyệt đối trên đà trỗi dậy vô số hồ tộc xúc động rơi lệ thần hồ lĩnh là tổ địa của hồ tộc nhưng hồ tộc yếu thế không giữ được tổ địa đành bị hùng tộc cướp mất mỗi hồ tộc dù trong mơ cũng khao khát có ngày đoạt lại được thần hồ lĩnh nhưng quá nhiều năm trôi qua hồ tộc càng ngày càng yếu đừng nói lấy lại thần hồ lĩnh ngay cả vị trí bác đại tộc cũng sắp không giữ được hồ tộc rời xa thần hồ lĩnh đến sống ở khu rừng rậm đầy độc chướng này mỗi năm không biết có bao nhiêu hồ tộc đột nhiên trúng độc mà chết cũng không biết có bao nhiêu trẻ sơ sinh của hồ tộc chết vì độc chướng hoặc nguồn nước ở đây đột nhiên có vấn đề nhưng hồ tộc không có cách nào những khu vực tốt hơn đều bị các chủng tộc hùng mạnh chiếm cứ hồ tộc chỉ có thể sống lay lắc ở đây hôm nay hồ tộc cuối cùng cũng có thể quay về tổ địa dù chỉ là một phần thần hồ lĩnh nhưng cũng đủ ghi vào sự sách của hồ tộc hồ tộc ta cuối cùng cũng sắp trỗi dậy mà tất cả những điều này đều nhờ có tinh hà rất nhiều hồ tộc hiện tại hoàn toàn chấp nhận tinh hà thậm chí có người hô vang khẩu hiệu tiên tri trở về những ngày này không chỉ sở tinh hà quan sát hồ tộc tìm hiểu hồ tộc thực ra hồ tộc cũng đang quan sát sở tinh hà tìm hiểu sở tinh hà phải nói rằng ban đầu rất nhiều hồ tộc vô cùng đề phòng sở tinh hà dù sao thân phận của sở tinh hà cũng quá mức kỳ lạ, đặc biệt trong khoảng thời gian hồ u đại trưởng lão đến xà tộc, 10 hồ tộc thì 9 người cho rằng sở tinh hà nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng sở tinh hà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào muốn bỏ trốn, thậm chí còn rất chăm chỉ học hỏi các kiến thức của hồ tộc, cố gắng hòa nhập vào hồ tộc. Lúc đó nhiều hồ tộc còn cho rằng hắn đang giả vờ. Nhưng giờ phút này rất nhiều hồ tộc mới nhận ra, sai rồi, mình sai rồi, tinh hà từ đầu tới cuối đều không ngụy trang, Giống như hắn chẳng hề che giấu sự thật rằng mình là một tàn hồ. Khi nghe Tinh Hà kể về câu chuyện của hắn, nhiều người đã nghĩ, chuyện này có phải quá giả rồi không, nhưng giờ phút này, ai có thể nói quá khứ của Tinh Hà là giả, cái gì? Ngươi cho rằng đầy sơ hở, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu Tinh Hà thực sự có vấn đề, chẳng lẽ hắn không nên bịa ra một lời nói dối hoàn hảo hơn sao? Hiện tại Tinh Hà còn lĩnh ngộ được vu độc thuật không chỉ một lần nữa chứng minh thân phận của hắn tuyệt đối không có vấn đề dù sau đó cũng là minh kim thần hỏa của đại tiên tri hồ tộc đời đầu ngoài trừ được đại tiên tri đời đầu thừa nhận còn ai có được không chỉ vô độc thuật tinh hà hiện tại còn giúp hồ tộc chúng ta lấy lại một phần thần hồ lĩnh vì hồ tộc tận tâm tận lực như vậy giờ phút này còn nghi ngờ thân phận của hắn hồ tộc dù có đa nghi đến đâu ít nhất lần này tinh hà cũng không có vấn đề gì hồ quy và hồ bất quy huynh muội càng bị vô số người vây quanh hỏi han quá trình phát hiện ra tinh hà khi nghe bọn họ kể rằng lúc phát hiện ra tinh hà hắn đang ở trạng thái vô cùng yếu ớt rất nhiều hồ tộc đều cảm thán tinh hà không có vấn đề gì tinh hà khi đó nhất định là vừa mới trốn thoát khỏi u hồn cốc nên mới như vậy vậy nên một lần nữa chứng minh được rằng tinh hà tuyệt đối không có vấn đề gì khi cả hồ tộc đang kích động nhảy cẩn lên vì tinh hà giúp hồ tộc lấy lại thần hồ lĩnh tin tức cũng nhanh chóng lan truyền khắp yêu tinh châu thực ra mấy ngày trước chuyện hồ tộc đột nhiên xuất hiện truyền thừa tiên tri các bên đã biết ban đầu nghe tin hồ tộc xuất hiện truyền thừa tiên tri các bên cũng khó tin nhưng nghe xong quá trình cụ thể họ không chỉ khó tin mà còn ngỡ ngàng hồ tộc các ngươi chơi lớn quá một tế phẩm tự nhiên nhận được truyền thừa tiên tri hơn nữa truyền thừa tiên tri còn tàn khuyết giống như con tàn hồ này truyền thừa tàn khuyết thì có tác dụng gì vậy nên các bên sau khi biết được con tàng hồ này không có bất kỳ thứ gì thực chất cũng đều bỏ qua nhưng khi các bên đều coi truyền thừa tiên tri của hồ tộc như trò cười để bàn tán thì tin tức truyền thừa thần một long đỉnh vô độc thuật xuất thế ngay lập tức chấn động toàn bộ yêu tinh châu phản ứng đầu tiên khi các bên nghe được tin tức này là truyền thừa này chẳng lẽ cũng là đồ tàn khuyết vô dụng nhưng rất nhanh các bên biết được lần này không chỉ không phải tàn khuyết con tàng hồ này thậm chí còn có được minh kim thần hỏa của đại tiên tri hồ tộc đời đầu trực tiếp mở ra thần một long đỉnh, mà thần một long đỉnh cũng ngay lập tức hoàn thành nhận chủ. Lần này con tàn hồ này thực sự có được vô độc thuật hoàn chỉnh. Tin tức này vừa ra, các bên hoàn toàn choáng váng. Chơi thì chơi, đùa thì đùa, có thể coi lần truyền thừa tiên tri đầu tiên là trò đùa, nhưng tuyệt đối không thể coi vô độc thuật là trò đùa. Vô độc thuật là thần thuật siêu cấp, nhìn khắp cổ kim, cũng chỉ có các tiên tri hồ tộc đời sau mới có thể nắm giữ hiện tại vu độc thuộc hoàn chỉnh xuất thế, toàn bộ yêu tinh châu đều chấn động bởi tin tức này. Nhưng khi các bên đang dò hỏi tin tức về vu độc thuật, một tin tức chấn động thiên hạ khác lại truyền ra từ hồ tộc. Cái gì, xà tộc và hồ tộc kết minh, nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của mọi người là xà mông phải uống bao nhiêu mới làm ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng nghĩ lại, hồ tộc hiện tại không phải hồ tộc trước kia, hồ tộc hiện tại là sở hữu vô độc thuật, quyết định này của xà mông dường như không có vấn đề gì. Rất nhanh, tin tức xà tộc trả thần hồ lĩnh cũng bị tiết lộ. Trong thời gian ngắn các bên đều cảm thán xà tộc thật sự quá nham hiểm, xà tộc ra tay thật sự quá nhanh, chúng ta còn đang thảo luận làm sao lợi dụng được vô độc thuật của hồ tộc, thì xà tộc đã trực tiếp dùng thần hồ lĩnh để giao dịch với hồ tộc rồi, nhưng cũng có người cho rằng, xà mông nhường thần hồ lĩnh để đặt cược vào vu độc thuật, có phải quá thiệt thòi rồi không, dù sao vu độc thuật đã quá nhiều năm không xuất hiện tất cả về vu độc thuật chỉ tồn tại trong truyền thuyết theo truyền thuyết vu độc thuật gần như là vô sở bất năng nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết con tàn hồ này rốt cuộc có thể phát huy vu độc thuật đến mức độ trong truyền thuyết hay không không ai biết nếu có thể thì cách làm của xà mông chắc chắn không có vấn đề gì nếu không thể thì chẳng phải xà mông sẽ chịu thiệt sao vậy nên với sự tò mò về vu độc thuật các đại thế lực ở yêu tinh châu cũng lần lượt hành động các đại tộc ngay lập tức sắp xếp cho một số tiểu tộc đến hồ tộc bề ngoài là muốn cầu xin hồ tộc dùng vua độc thuật cứu chữa hoặc vì lý do khác nhưng ngầm ý cũng là các đại thế lực muốn thăm dò xem vua độc thuật này có thực sự đáng sợ như trong truyền thuyết hay không đối mặt với các tiểu tộc từ khắp nơi đến cầu xin sự trợ giúp của vua độc thuật hồ thương cười đến tê cả mặt hồ tộc quá nghèo nghèo đến mức sắp phải đi ăn xin hiện tại đối mặt với các bên đến cầu xin sự trợ giúp lần này hồ tộc chẳng phải sẽ thu được một khoản lớn sao nhưng khi Hồ Thương đang tính toán xem phải thu phí như thế nào để kiếm được tài nguyên, Sở Tinh Hà lên tiếng. Tộc trưởng, ta nghĩ rằng chúng ta nên đặt chữ nhân nghĩa lên hàng đầu, lần này chúng ta miễn phí trợ giúp các bên đi, toàn bộ hồ tộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.